Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, thì một nguồn tin riêng của chúng tôi, đó là một đảng viên Đảng Cộng sản từ Hà Nội cho biết thì hiện nay Nguyễn Đức Chung đang ở trại giam B14, Bộ Công an ở Hà Nội và sức khỏe thì tạm ổn và điều kiện phòng giam đảm bảo. Nguồn tin này cũng lý giải về cái bẫy nhử từ phía công an để bắt Nguyễn Đức Chung ra sao. Tuy không có điều kiện kiểm chứng những điều bí ẩn lắt léo trong cuộc chơi nội chính, đấu đá quyền lực trong chính quyền, nhưng chúng tôi vẫn kể ra đây câu chuyện này để quý độc giả tham khảo. Hôm qua, thì tướng Tô Ân Sô, người họ hàng với Bộ trưởng Công an Tô Lâm, đã cho biết thêm chi tiết về Nguyễn Đức Chung trong ba vụ án, vụ tài liệu bí mật, vụ Nhật Cường và vụ chất tẩy nước hồ rít oxy 3C. Đáng chú ý thì trong thông báo của Tô Ân Sô thì trong hai vụ Nhật Cường và rít oxy 3C thì Nguyễn Đức Chung chỉ là một phần trách nhiệm. Điều đó có nghĩa là trách nhiệm của Nguyễn Đức Chung ở hai vụ này là rất khiêm tốn, không như những gì mà tướng Nguyễn Duy Ngọc từng đã tung tài liệu cho báo chí nhằm tạo dư luận bôi xấu Nguyễn Đức Chung. Về vụ ông Chung bị cáo buộc là lấy cắp tài liệu mật, thì có một tình tiết rất quan trọng về một nhân vật là Phạm Quang Dũng, cán bộ C03 của Bộ Công an, người đã bị bắt về tội ăn cắp tài liệu vụ Nhật Cường, lại là cậu của tướng Nguyễn Duy Ngọc, và Ngọc là vai cháu. Đây là chuyện rất không bình thường và dư luận đang tập trung vào chi tiết này, đồng thời đặt ra tình huống như sau. Phạm Quang Dũng có ông chú tên là Phạm Văn Đệ đang cầu cạnh Nguyễn Đức Chung xin duyệt cho mấy dự án bất động sản nhưng chưa được Chung đồng ý. Để làm thân với Nguyễn Đức Chung thì Đệ sai cháu Dũng lấy tài liệu và khi Dũng đang chụp trộm tài liệu thì bị phát hiện và báo cáo với tướng Nguyễn Duy Ngọc. Tướng Ngọc khống chế cậu Dũng và bắt Dũng phải làm theo yêu cầu của Ngọc thì sẽ được giảm tội và Dũng đã gài bẫy cả Chung với Nguyễn Anh Ngọc và thư ký của Chung. Nguyễn Đức Chung vì cả tin cho rằng Dũng là cậu của tướng Ngọc nên yên tâm tin vào Ngọc và thế là cá đã cắn câu. Hiện nay thì Nguyễn Đức Chung đang ở trong trại giam B14 Bộ Công an Hà Nội. Sức khỏe cũng ổn định và điều kiện phòng giam cũng đảm bảo. Đó là câu chuyện được cung cấp bởi ông cựu đảng viên Cộng sản Đảng Cộng sản ở Hà Nội và một nguồn tin riêng của Thời báo .d. Các báo trong nước đưa tin từ ông Tô Ân Sô, Chánh văn phòng Công an rằng Công an sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của Nguyễn Đức Chung trong những vụ án này và Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện biện pháp tạm giam đối với ông Chung về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật có một số tài liệu liên quan đến Nhật Cường. Chánh văn phòng Bộ Công an Tô Ân Sô nói liên quan đến Nhật Cường thì Bộ Công an đã khởi tố 28 bị can với 4 tội danh buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong số 28 bị can thì Bùi Quang Huy bị khởi tố cả 4 tội danh. Bùi Quang Huy sử dụng tư cách pháp nhân của Nhật Cường để tổ chức buôn lậu 260.000 sản phẩm điện thoại và các thiết bị điện tử các loại với trị giá 3.200 tỷ Việt Nam đồng để trốn thuế và lập sổ sách kế toán che giấu trốn thuế khoảng 30 tỷ Việt Nam đồng. Theo ông Tô Ân Sô thì gói thầu số hóa của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cần làm rõ hành vi vi phạm về đấu thầu, trong này có một phần trách nhiệm của Nguyễn Đức Chung. Trang tin chính phủ nói về vi phạm quy định về quản lý tài sản gây hậu quả tại thành phố Hà Nội thì quá trình triển khai việc xử lý ô nhiễm nước hồ từ chế phẩm rít oxy 3C, Hà Nội đã trực tiếp đàm phán với các đối tác của Đức để sản xuất hóa chất này riêng cho Hà Nội, nghiên cứu và đặc tính của sông hồ tại Hà Nội. Nếu Hà Nội ký trực tiếp với công ty Water GMP thì rất lý tưởng, tuy nhiên thì quá trình điều tra cho thấy là do phải ký với công ty đại lý nên gây thất thoát cho nhà nước khoảng 41 tỷ Việt Nam đồng. Với vai trò
là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thì ông Trung có trách nhiệm ở đây, còn trách nhiệm đến đâu, đến mức nào thì cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ. Nhà báo Phan Thế Hải trong bình luận nhiều kỳ của ông trên Facebook cá nhân đã lý giải rằng sự xung đột quyền lực trong giới lãnh đạo Trung ương, nhất là đối với cụ Tổng thì tức ông Nguyễn Phú Trọng, nên cái chết của Nguyễn Đức Trung dường như là được báo trước một cách rõ ràng. Nhưng vì sự đam mê quyền lực khiến cho Nguyễn Đức Trung không kịp hãm phanh mới dẫn đến tình trạng lên thớt như hiện nay. Diễn tiến quyền lực của Chủ tịch Nguyễn Đức Trung, đặc biệt sau vụ giải tỏa nút thắt Đồng Tâm, được lòng dân và Chủ tịch Trần Đại Quang, nhưng lại gây ngứa mắt đối với cụ Tổng ra sao? Xin các bạn hãy tham khảo bài bình luận của nhà báo Phan Thế Hải có tựa đề là Trung Con, sự phù du của quyền lực, nội dung như sau. Với danh nghĩa phòng ngừa phát hiện ngăn chặn đấu tranh làm thất bại hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, phòng ngừa phát hiện ngăn chặn đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội đã được ghi trong luật, công an có thể dùng điều này để biện minh cho mọi hành vi của mình. Năm 2010 thì xứ ta có vụ án nổi tiếng Cù Huy Hà Vũ mà dân chúng gọi là vụ án hai bao cao su đã qua sử dụng. Để rồi sau đó thì Vũ bị khởi tố về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự. Tháng 4 năm 2017, vụ việc Đồng Tâm được đẩy lên cao trào khi mà dân chúng bức xúc về chuyện chính quyền cướp đất của dân giao cho doanh nghiệp quân đội đem bán. Người dân đã nổi dậy bắt 38 cảnh sát làm con tin. Trước sự cương quyết tử thủ của người dân và do sức ép của dư luận cùng với lãnh đạo cấp trên, thì ngày 22 tháng 4 năm 2017, đích thân Nguyễn Đức Trung đã phải xuống gặp gỡ người dân Đồng Tâm và cam kết không truy tố những người tham gia vào cuộc nổi dậy. Tin vào sự thánh thiện của Nguyễn Đức Trung, người dân Đồng Tâm đã thả hết các con tin và cuộc khủng hoảng kết thúc một cách êm đẹp. Nguyễn Đức Trung lúc ấy đã được báo chí tung hô lên tận mây xanh và biểu tượng của việc quan chức đối thoại với dân thì việc gì cũng có thể giải quyết được. Trong một buổi tiếp xúc cử tri ở thành phố Hồ Chí Minh sau đó thì Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đích thân khen cách giải quyết của Trung Con vụ việc này. Việc Trung được chào đón như người hùng đã khiến cho cụ Tổng giận tím mặt, bởi thời của cụ làm bí thư thành ủy Hà Nội cho tới giờ chưa bao giờ cụ Tổng được người dân chào đón như thế. Nay thì Nguyễn Đức Trung mới chân ướt chân ráo lên lãnh đạo thành phố mà đã được tung hô nức lòng khiến cho Thượng Đế cũng phải ghen tị. Biết cụ Tổng giận thì Trung nhũn như con chì chi. Ở xứ ta thì muốn ung dung bước trên con đường quan lộ rộng thênh thang đều phải để ý quan sát xem cụ Tổng nghĩ gì để nói theo cụ. Nhiều vị đang thất sủng ngồi chơi xơi nước nhờ phù họa tốt ghi điểm cộng. Nếu đoán được ý của cụ Tổng sắp nói để tung hô, chuyện thăng tiến nhẹ như lông hồng. Thế mới có chuyện bí thư tỉnh ủy Thái Bình chân ướt chân ráo lên làm ở Hà Nội nhậm chức phó ban tuyên giáo mới có lời vàng ý ngọc. Người đứng đầu đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước có thể nói trường hợp đặc biệt này là hạnh phúc của đảng, dân tộc. Đồng chí là trung tâm đoàn kết của Ban chấp hành Trung ương để lãnh đạo tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và quyết định nhiều vấn đề chỉ đạo điều hành của đất nước, nên chúng ta đã gặt hái được những thành quả như vậy. Trung đam mê quyền lực và quyết tâm thực hiện quyền lực và quên mất rằng đạo của người quân tử có 5 chữ là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Đầu tháng 7 năm 2017, tức là gần 3 tháng sau vụ ở Đồng Tâm, thì nhà cầm quyền Hà Nội đã trở mặt và kết luận người dân Đồng Tâm có tội, đồng thời sẽ truy tố những người đứng đầu cuộc nổi dậy. Trung đã hứa với dân giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng Trung không giữ được lời hứa đó. Trong một cuộc làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc xây dựng cơ chế đặc thù tăng phân cấp, phân quyền cho thủ đô Hà Nội diễn ra vào ngày 20 tháng 10 năm 2017, thì Trung không được phép có mặt cho dù lãnh đạo Hà Nội có đầy đủ các thành phần. Đó là tín hiệu cho thấy chừng nào Trung tiếp tục là người hùng trong mắt người dân Hà Nội thì Trung sẽ trở thành địch thủ của cả Bộ Chính trị lẫn phần còn lại của lãnh đạo Hà Nội. Sau cuộc họp báo trên thì Trung run sợ thực sự và cuống cuồng giải quyết vụ việc này theo cách đổ tội cho người dân Đồng Tâm rồi loay hoay mãi cho tới
giờ này vẫn chưa ra khỏi được cuộc khủng hoảng mang tên Đồng Tâm. Một vị tướng là đàn anh của Nguyễn Đức Chung thì nhận xét Chung quá say mê quyền lực. Hôm nay vừa mới đạt được một vị trí, một quyền lực thì ngày mai Chung lại muốn có thêm được vị trí mới và một quyền lực mới. Sự đam mê này tất yếu dẫn đến thâu tóm một quyền lực vào chỉ trong tay của mình, và điều này là tối kỵ nguy hiểm trong bối cảnh tập thể lãnh đạo luôn là một truyền thống, một nguyên tắc bất khả xâm phạm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó còn chưa nói tới một sự thật là khi những lợi lộc được có được từ quyền lực của các quan chức thành phố bị suy giảm và đôi khi thì mất trắng chỉ vì sự tập trung quyền lực tối cao vào tay của Nguyễn Đức Chung. Việc thâu tóm quyền lực tuyệt đối và tham vọng leo cao đã tạo ra một cơn sóng ngầm, những phản kháng kín đáo nhưng khốc liệt đối với cá nhân của Nguyễn Đức Chung và ngoài tính toán của Nguyễn Đức Chung. Ngày 15 tháng 8 năm 2019, tướng Lương Tam Quang và tướng Nguyễn Duy Ngọc cùng quê ở Hưng Yên được Bộ trưởng Công an Tô Lâm quyết định và trao quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Ngày 21 tháng 5 năm 2020, tướng Lương Tam Quang được bổ nhiệm chức Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an. Trước đó, tháng 8 năm 2018, tướng Ngọc được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế và Buôn lậu. Bộ đôi này với Chung Con đã từng là đồng nghiệp của nhau nhưng có vô số chuyện ân oán giang hồ. Sự lộng hành của Chung Con trên thị trường quyền lực đã khiến cho các đối thủ cũ và mới phải rút gươm ra khỏi vỏ. Nhà báo Phan Thế Hải đưa ra kết luận. Ông Phan Thế Hải hiện sống tại Hà Nội và ông vừa là một doanh nghiệp đồng thời là nhà báo lâu năm với chức vụ thư ký tòa soạn của báo Vietnamnet.vn. Thưa quý vị và các bạn, trước thềm Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam thì công tác nhân sự được Đảng đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên thì đại hội lần này thì nội bộ phân rã nghiêm trọng dẫn đến chưa thể thống nhất được nhân sự, đặc biệt là các vị trí chủ chốt như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội. Một mặt, Nguyễn Phú Trọng giới thiệu Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng là người kế nhiệm để tiếp tục xây dựng Đảng và đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Nhưng bỏ phiếu trong Bộ Chính trị thì ông Vượng lại trượt. Đứng trước tình thế đó thì Nguyễn Phú Trọng muốn ở lại thêm một nửa nhiệm kỳ nữa để hỗ trợ cho Trần Quốc Vượng cứng hơn cho chức danh Tổng Bí thư. Nguyễn Xuân Phúc đã đến tuổi nhưng lại không muốn về hưu vì lý do có trường hợp đặc biệt cao tuổi hơn ông Phúc mà vẫn được ở lại. Vì vậy thì cuộc chiến quyền lực trong Đảng Cộng sản Việt Nam càng thêm khốc liệt trong thời gian tới. Việt Nam cũng vừa kỷ niệm 75 năm Quốc khánh ngày 2 tháng 9 năm 1945, 2 tháng 9 năm 2020 trong công tác giáo diết chuẩn bị Đại hội 13 diễn ra trong tháng Giêng năm 2021. Ba phần tư của thế kỷ đã trôi qua kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Người dân Việt Nam vào năm 2020 đang có được những gì? Mạng xã hội những ngày qua đã chia sẻ mạnh mẽ một tổng kết như sau. Thứ nhất, nước chủ nghĩa xã hội có tuổi đời lâu nhất từ năm 1945 đến năm 2020 là 75 năm. Thứ hai là về giá trị tiền tệ thì chúng ta nằm trong top 10 giá trị kém nhất thế giới. Thứ ba là về môi trường thì Việt Nam nằm top 20 ô nhiễm nhất. Thứ tư là về GDP đầu người thì với tầm 2.500 đô la thì chúng ta đứng áp chót trên thế giới. Thứ năm là về lương thì với 200 đô la mỗi tháng thì chúng ta gần đứng bét. Thứ sáu thì về đóng góp cho nhân loại gần như là không ai biết đến ngoài chiến tranh và phở. Thứ bảy, về mức độ hài lòng của dân chúng thì Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ xuất ngoại định cư nhiều nhất, ước tính mỗi năm có khoảng 100.000 người ra đi. Thứ 8 là về tự do báo chí thì chúng ta ngang hàng với các nước như Iran, Trung Quốc, nơi tự do ngôn luận bị kiểm soát và thông tin bị kiểm duyệt. Thứ 9 về quan liêu và tham nhũng thì nó đã trở thành một thương hiệu của quốc gia. Thứ 10 về danh dự quốc gia thì ở Nhật chúng ta đứng đầu danh sách về tội phạm ăn cắp nhiều nhất. Thứ 11 về giá trị con người ở Đài Loan và Hàn Quốc thì cô dâu Việt Nam là nhiều nhất.
Thứ 12 về giá trị tinh thần thì nơi này có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới. Thứ 13 là về thuế phí, tỷ lệ trên GDP đưa Việt Nam đứng nhất nhì bảng trong khu vực. Thứ 14 là về giá xe và xăng dầu thì người tiêu dùng ở đất nước này phải trả giá cao nhất. Thứ 15 là bất chấp tất cả, Việt Nam vẫn là nơi hạnh phúc nhất với mức độ lạc quan của người dân tương đối cao. Bạn có thể thấy điều này trên mặt của họ, luôn vui vẻ và yêu đời. Có nghĩa là sau 75 năm kể từ ngày tuyên bố độc lập đó thì Việt Nam đã là một sự thất bại toàn tập về gần như mọi mặt. BBC đã tổ chức cuộc thảo luận về chủ đề 75 năm Quốc khánh Việt Nam trên mạng YouTube với thành phần khách mời đa dạng gồm có giảng viên, cán bộ đang công tác trong Viện Nghiên cứu Nhà nước, trường đại học tại Việt Nam, nhà văn tị nạn chính trị tại nước ngoài, cán bộ lãnh đạo cao cấp đã về hưu. Nhận xét về ưu điểm của mô hình thể chế hiện nay ở Việt Nam thì các khách mời chỉ nêu ra được một số điểm duy nhất là giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị từ tay người Pháp và chấm dứt sự phân chia Nam Bắc, thống nhất về địa lý, lãnh thổ quốc gia. Ngược lại về khuyết điểm thì các khách mời đã không gặp khó khăn về liệt kê ra rất nhiều điểm bất cập sau 75 năm nhìn lại. Và trước hết đó là chế độ độc tài toàn trị mà chính cố Chủ tịch Hồ Chí Minh nói đại ý là nước được độc lập mà dân không có tự do thì độc lập ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì. Thực tế là Việt Nam có độc lập nhưng hoàn toàn không có tự do. Người dân hoàn toàn không có tự do trước Đảng Cộng sản. Chỉ có một số người được phép tự do, đó là những người nằm trong Đảng Cộng sản Việt Nam, là những người có chức có quyền. Và để duy trì được sự độc tài toàn trị mà chế độ hiện nay có khả năng ứng phó và triệt tiêu đối lập để nắm quyền lực tuyệt đối, biết biến hệ thống quyền lực thành hệ thống kiếm tiền bằng quyền lực để neo giữ những nô bộc trung thành. Một vị khách đã nhận định rằng Đảng Cộng sản và các cá nhân trong hệ thống chính trị ban đầu là quyền lực tách biệt với kinh tế, nay đã một ngày một trở thành tập đoàn tham nhũng và lợi ích nhóm có được quyền lực vẫn mang danh xã hội chủ nghĩa. Thứ hai đó là chế độ này đã đánh mất chủ quyền một phần lãnh thổ, lãnh hải, tàn phá tài nguyên quốc gia. Đất nước Việt Nam từng tự hào là rừng vàng biển bạc thì nay rừng bị triệt phá đến mức sơ sát để lấy gỗ xây biệt phủ, đền đài, biển thì bị ô nhiễm nặng nề do không quản lý được hệ thống xả thải từ các hoạt động công nghiệp, từ các công ty nước ngoài. Thứ ba là chế độ không cải thiện được đời sống của nhân dân, như một khách mời nhận định là Đảng Cộng sản Việt Nam, nhà nước ngày một tỏ ra chối từ hoặc suy giảm trách nhiệm điều hành phúc lợi và thuế để lo cho an sinh xã hội cho Việt Nam, mặc cho người dân phải hết sức chật vật. Nhiều người lâm vào cảnh khốn cùng, giàu nghèo quá cách biệt. Có nhiều ý kiến cho rằng chế độ Cộng sản Việt Nam đang tiệm cận đến sự thoái trào. Nhà văn Võ Thị Hảo, tị nạn chính trị tại Berlin, Đức đã dùng hình tượng để nói về chế độ hiện nay thể hiện đúng sức khỏe của một ông lão dưới 80 tuổi, mặc bộ đồ cam lê của Trung Quốc, đi dề Tây, có song song hai quốc tịch Việt Nam và quốc ngoại như ship chẳng hạn, để nếu có biến thì có thể sẵn sàng thoát ly đi một cách thật nhanh, để lại sau lưng tất cả hậu quả cho người dân Việt Nam phải gánh chịu. Bà nhấn mạnh là chế độ Cộng sản sau 75 năm quốc khánh thì nay mang nhiều bệnh nan y nhưng lại chối mọi chữa trị, trái lại với sẵn sàng cầm dao súng để đánh đuổi, bỏ tù những bác sĩ đưa ra những kết quả chẩn đoán và thuốc thang cứu mạng cho thể chế này. Tiến sĩ Mai Văn Sơn, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thì cho rằng chế độ này đang ở vào giai đoạn cuối cùng của chu kỳ tự nhiên sinh lão bệnh tử. Xét cho cùng, sức khỏe của một thể chế cũng không khác gì so với sức khỏe của con người. Liên Xô và các quốc gia xã hội chủ nghĩa Đông Âu là một ví dụ sinh động. Một loạt các nước Mỹ Latin đã rơi vào trường hợp đó, và câu chuyện Việt Nam hiện nay liên quan đến đối nội và đối ngoại, một cơ thể già nua tất sẽ sinh ra nhiều bệnh tật. Ông Trần Tiến Đức, cựu vụ trưởng Hà Nội thì phân tích khó khăn và thách thức
Kể cả đối nội và đối ngoại, và về vấn đề đối nội thì thách thức lớn nhất là thể chế chính trị chưa được đổi mới, cho sự đổi mới về mặt kinh tế chưa phù hợp với xu thế của thời đại, và đổi mới kinh tế nước Việt Nam đã chuyển sang nền kinh tế thị trường từ năm 1986. Nếu nói một cách hình tượng thì cái áo thể chế hiện nay là đã quá chật đối với một nền kinh tế thị trường đang phát triển và cần phát triển. Về mặt đối ngoại thì Việt Nam nằm sát một ông láng giềng khổng lồ mạnh về kinh tế và quân sự, lại có nhiều tham vọng lớn về quyền lực, về lãnh thổ, luôn không từ mọi thủ đoạn nào để phá hoại, để gây rối và có nhiều hành vi xâm phạm chủ quyền đối với Việt Nam. Như vậy thì Đại hội 13 sắp diễn ra sẽ phải đối mặt với những thách thức gì? Các khách mời đều cho rằng thách thức không chỉ của Đại hội 13 mà của cả Đảng Cộng sản Việt Nam loay hoay quanh hai vấn đề lớn nhất là dân chủ và tự do. Về dân chủ thì dường như là điều không thể đối với chế độ Cộng sản, vì sự độc quyền lãnh đạo là để có một điều kiện sống còn của Đảng, và Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn khẳng định là lực lượng lãnh đạo mạnh mẽ, độc tôn đối với xã hội, đất nước. Đảng vẫn nhấn mạnh kiên định chủ nghĩa Marxist-Leninist, tư tưởng Hồ Chí Minh. Việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng để tập trung quyền lực vẫn đang được thể hiện trong đại hội các cấp. Tự do thì lại càng là một sứ tha xa xỉ đối với nhân dân Việt Nam, và một khách mời chỉ rõ là sự đàn áp tự do ngôn luận, ngay cả sự kêu cứu của dân oan vẫn một lòng tin Đảng vẫn bị đàn áp, đến mức năm 2020 này đã xảy ra vụ tập kích và thảm sát người dân Đồng Tâm. Tiến sĩ Mai Thanh Sơn, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam thì nhận định mối quan tâm lớn nhất của những người Cộng sản Việt Nam hiện nay cũng như những tương lai mà vẫn là làm sao để Đảng của mình đừng có xuống hố cả nút. Về nội bộ của Đảng, câu chuyện củi lửa chắc chắn sẽ còn nóng trước và sau Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đối với những vấn đề lớn của đất nước cũng như định hướng mô hình phát triển quốc gia hay củng cố mối đại đoàn kết của toàn dân, tôi cũng chắc họ cũng đang bí bách. Về mô hình phát triển quốc gia thì chính các nhà lý luận của Đảng cũng đã phải thừa nhận nó là mù mịt. Về các vấn đề khác liên quan đến lòng người thì tiếng nói của cộng đồng người Việt ở hải ngoại, vụ Thủ Thủ Thiêm hay vụ Đồng Tâm đều không mấy dễ chịu. Đó cũng là những vấn đề mà cá nhân tôi, một quần chúng nhân dân đặt ra. Nhưng nói thật, tôi không kỳ vọng Đảng xử lý được. Ông Lê Văn Sinh phát biểu, theo tôi thì tương lai của chế độ Đảng cầm quyền ở Việt Nam là vô định. Chừng nào nền kinh tế thị trường ở Việt Nam còn bị điều hành bởi hệ thống chính trị phi thị trường thì chế độ và đảng lãnh đạo của chế độ đó không có tương lai. Bà Võ Thị Hảo thì dự đoán trong tương lai gần thì phe được cho là thân Trung Quốc sẽ thắng thế. Trong khoảng 5 năm tới thì e rằng đa số người dân sẽ càng nghèo, thậm chí là kiệt quệ về thể chế này và ảnh hưởng của virus Vũ Hán cùng với thiên tai. Đây là thách thức cực lớn cho Đảng Cộng sản, tương lai xa mà tất cả đều có thể là sự bất công và yếu tố địa chính trị có thể góp phần tạo nên thời vận cho một nền dân chủ đa đảng. Ông Mai Thanh Sơn thì phát biểu, theo tôi thì xét theo quy luật định của lịch sử thì chế độ nào rồi cũng có hồi cáo chung để được thay thế bằng một chế độ khác ưu việt hơn, hợp lòng dân hơn. Vấn đề chỉ là khi nào và bằng cách nào. Tôi chắc chắn cũng như đại đa số quốc dân đồng bào Việt Nam thì đều mong muốn có một sự chuyển đổi trong hòa bình thông qua các cuộc đối thoại giữa những người anh em Việt với tinh thần là thượng tôn quốc gia dân tộc, thay vì dựa vào những người đồng chí có chung ý thức hệ đã bị thế giới ruồng bỏ. Triển vọng thì nhiều, vì hiện nay dân trí đã cao hơn so với 70 năm trước. Và thách thức thì cũng vô cùng lớn, bởi tất cả các nhà cầm quyền, cá nhân và tập thể luôn có xu hướng bảo thủ. Việt Nam chắc chắn cũng không, và đó không phải là một chuyện ngoại lệ. Và kinh nghiệm cũng cho thấy rằng sự sinh thành nào cũng đau đớn. Thưa quý vị và các bạn, việc Đảng kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin là nguyên nhân cơ bản của hai điều ngộ nhận dưới đây.
Ngộ nhận thứ nhất là không thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng, quốc gia sẽ bước vào thời kỳ thập nhị sứ quân. Ngộ nhận thứ hai là Đảng Cộng sản có thể lãnh đạo kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Được biết là Đảng bổ sung phần quan điểm chỉ đạo khẳng định việc giữ vững nền tảng tư tưởng này mang ý nghĩa sống còn đối với chế độ, và trong báo cáo chính trị Đại hội 13 coi đây là một trong những điểm mới quan trọng. Bài viết làm rõ hai điều ngộ nhận nêu trên nhằm gợi mở thay đổi tư duy để thúc đẩy cải cách thể chế chính trị. Tại hội nghị báo cáo viên Trung ương khu vực phía Bắc do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức mới đây thì vị Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giải thích về quan điểm chỉ đạo nêu trên được truyền thông nhà nước trích lại, không còn thừa nhận chủ nghĩa Mác Lênin, tức là không thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng. Các đảng phái sẽ mọc lên như nấm và quốc gia sẽ bước vào thời kỳ thập nhị sứ quân rối loạn. Đây là điều ngộ nhận mang tính tuyên truyền để duy trì chế độ thay vì lý giải, thuyết phục. Chủ nghĩa Mác Lênin là nền tảng tư tưởng cho mô hình Xô Viết mới đặc trưng Đảng Cộng sản toàn trị. Sau Thế chiến thứ hai từ năm 1945, mô hình này được áp dụng cho các nước Đông Âu để hình thành hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa. Do cho đến khi thì sụp đổ năm 1991, Việt Nam, Trung Quốc, Cuba mới xuất phát điểm nghèo nàn lạc hậu sau khi giành được độc lập cũng dựa vào mô hình này để phát triển. Trong bối cảnh chính quyền của Xô Viết, Stalin định nghĩa đó là học thuyết do các Marx và Engels dáng sáng lập và được Lenin phát triển trong mối quan hệ đấu tranh giai cấp giữa thời đại chủ nghĩa, đế quốc và các cuộc cách mạng của giai cấp vô sản. Tuy nhiên thì trong quá trình vận hành nó đã thay đổi về hình thức tùy thuộc vào thực tế và quyền lực của giới lãnh đạo từng quốc gia và có xu hướng từ phong trào cộng sản mang tính quốc tế đến chủ nghĩa toàn trị độc đoán mang tính quốc gia. Năm 1991 thì hệ thống xã hội chủ nghĩa đã sụp đổ toàn vẹn và nguyên nhân cơ bản là thua kém trong cạnh tranh kinh tế và hệ thống tư tưởng chủ nghĩa, tư bản chủ nghĩa, và như Lenin từng nhấn mạnh, để thể chế mới chủ nghĩa xã hội chiến thắng chế độ tư bản chủ nghĩa suy cho cùng là năng suất. Các quốc gia ở Đông Âu đã chuyển đổi nhanh sang chế độ dân chủ, không hề phải trải qua thời kỳ loạn 12 sứ quân, mà trái lại đang phát triển một nền văn minh bền vững trong suốt 3 thập kỷ qua, và một điều chắc chắn là không quốc gia nào muốn quay trở lại với chế độ đảng trị thêm một lần nữa. Các nước xã hội chủ nghĩa còn lại như Trung Quốc, Việt Nam thực hiện chuyển đổi nền kinh tế sang thị trường mà vẫn duy trì chế độ Đảng Cộng sản toàn trị. Chế độ này vẫn dựa vào nền tảng chủ nghĩa Mác Lênin và bổ sung thêm tư tưởng Mao Trạch Đông, còn ở Việt Nam là tư tưởng Hồ Chí Minh để phù hợp với đặc thù của từng nước. Đó là một trong những sự lựa chọn. Tuy nhiên thì cả Trung Quốc và Việt Nam mặc dù tuyên bố xây dựng xã hội chủ nghĩa đang vất vả tìm kiếm mô hình phát triển phù hợp, thực tế đang chỉ ra rằng sự kết hợp cơ học giữa chế độ Đảng Cộng sản toàn trị với thị trường đang sản sinh ra nhà nước tư bản thân hữu với những bất ổn xã hội sâu sắc. Đảng đang làm mọi cách ngăn chặn nguy cơ sụp đổ của chế độ. Việc dẫn sử thời kỳ thập nhị sứ quân là sự tuyên truyền ngộ nhận thay vì một lý giải thuyết phục. Đảng Cộng sản toàn trị có thể lãnh đạo nền kinh tế thị trường là ngộ nhận thứ hai. Điều này không thể bởi vì chế độ này với bản chất chuyên chế mâu thuẫn với các giá trị dân chủ và tự do thị trường. Hiện tượng nhìn bề ngoài dễ dẫn đến ngộ nhận, và sự sụp đổ của mô hình Xô Viết khiến cho hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa tan rã. Các quốc gia ở Đông Âu chuyển đổi sang chế độ dân chủ, trong khi thì các nước như Trung Quốc, Việt Nam hay Cuba vẫn duy trì chế độ độc đảng, cộng sản toàn trị. Đồng thời thì thực hiện chuyển đổi nền kinh tế sang thị trường được dán như xã hội chủ nghĩa mang bản sắc Trung Quốc hay định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chính sách chuyển đổi như cải cách và mở cửa ở Trung Quốc và đổi mới ở Việt Nam dường như không chỉ là cứu chế độ trước nguy cơ sụp đổ mà còn tạo ra tăng trưởng đảm bảo cho tính chính danh cho Đảng. Đảng cho đó là sự lãnh đạo sáng suốt, là công lao
Nhưng thực ra thì đó là nhờ vào thị trường. Điều Ngô nhận trước hết là được giải mã bởi chính sách can dự của Mỹ và các nước phương Tây, trong đó thì nhấn mạnh quan niệm rằng tăng trưởng kinh tế có thể làm thay đổi bản chất chuyên chế của chế độ cộng sản toàn trị ở Trung Quốc trong bối cảnh toàn cầu hóa sau chiến tranh lạnh. Với chính sách này thì một mặt các nước tư bản tiên tiến đầu tư và giao thương mạnh mẽ với thị trường tỷ dân, dễ dãi với các giá trị dân chủ, nhân quyền. Mặt khác thì chính sách thực dụng khôn khéo như mèo trắng, mèo đen và giấu mình chờ thời đã giúp cho các nước này hội nhập nhanh với các thị trường quốc tế để có được động lực tăng trưởng kinh tế một cách nhanh chóng. Qua gần 3 thập kỷ, năm 2011, Trung Quốc đã trở thành công xưởng và nền kinh tế thứ hai thế giới với GDP hơn 14.000 tỷ đô la Mỹ. Mô hình này đã từng được coi là điển hình cho nền kinh tế mới nổi, đặc biệt với Việt Nam có thể chế độ chính trị tương đồng. Chính sách can dự được cho là thất bại khi mà bản chất của thể chế độc đảng toàn trị bộc lộ. Trước hết, Trung Quốc đã trỗi dậy hung hăng và đặc biệt sau khi Tập Cận Bình trở thành hạt nhân lãnh đạo của Đảng và Nhà nước năm 2012. Về đối nội thì tăng cường chiến dịch đả hổ diệt ruồi, thanh trừng phe phái để thành lập tập trung quyền lực, siết chặt kiểm soát người dân và thay đổi hiến pháp có thể cai trị một cách lâu dài. Còn về đối ngoại thì hiện thực giấc mộng Trung Hoa với các kế hoạch đầy tham vọng như sáng kiến vành đai con đường, chiếm đoạt và quân sự hóa biển, ngoại giao chiến lang và đe dọa các quốc gia khác. Thế giới đứng đầu là Mỹ đang phải đối phó với một Trung Quốc hung hăng. Tổng thống Trump khi đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2016 đã đoạn tuyệt với chính sách can dự, tiến hành và mở rộng cuộc thương chiến sang các lĩnh vực khác như sở hữu trí tuệ, đánh cắp công nghệ. Hơn thế, chính quyền của Tổng thống Trump lên án sự chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tăng cường trừng phạt các vi phạm nhân quyền, tôn giáo, dân chủ trong các hồ sơ đối nội về Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông, Hồng Kông và đối ngoại như Biển Đông, sông Mê Công, đặc biệt là lãnh đạo Trung Quốc bị cáo buộc che giấu thông tin về đại dịch virus Vũ Hán để bùng nổ ở Vũ Hán và lan rộng ra toàn thế giới gây thảm họa y tế cho loài người. Trật tự thế giới đang thay đổi, trong đó các hoạt động kinh tế không chỉ vì lợi nhuận cao mà còn hướng đến các giá trị tự do dân chủ của con người. Liệu đây có phải là bài học cho Việt Nam? Nước ta về nguyên tắc cũng được hưởng lợi từ chính sách can dự. Tuy nhiên thì năng lực nội sinh sai lầm chính sách, trì hoãn cải cách và những nguyên nhân không hấp thụ đầy đủ các ưu thế của thị trường. Kinh tế có tăng trưởng nhưng đất nước vẫn tụt hậu. Một trong những hậu quả của hai điều Ngộ nhận này là một nhà nước tư bản, thân hữu, đang lớn dần với những bất ổn xã hội sâu sắc. Thấu hiểu những điều này để thay đổi tư duy, thúc đẩy và cải cách thể chế chính trị ở Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.